Bánh phân bò của người Ấn Độ có ăn được hay không? Nhắc tới bánh phân bò, chắc hẳn không ít người nghĩ rằng đây là loại bánh đặc biệt của người Ấn Độ, nhưng sự thật không phải là như vậy. Trong những năm gần đây, với sự phát triển của du lịch, ngày càng có nhiều người thích đi du lịch nước ngoài. Nếu nói đến một nơi lúc nào cũng khiến du khách đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, có lẽ phải kể đến Ấn Độ, một vùng đất có nền ẩm thực rất kỳ lạ khiến ai cũng tò mò. Du khách khi đến Ấn Độ được giới thiệu món bánh phân bò đặc biệt, nhiều người thắc mắc rằng liệu có phải phân bò cũng có thể ăn được, mùi vị của nó sẽ như thế nào. Nhưng trên thực tế, bánh phân bò do người Ấn Độ làm ra không được sử dụng để ăn mà để làm nhiên liệu. Người ta sử dụng bánh phân bò làm chất đốt giống như than. Một số người nghĩ rằng việc chạm tay vào phân bò là rất dơ bẩn và không an toàn. Nhưng đối với người dân địa phương thì họ không cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, nhiều du khách sau khi thấy người Ấn Độ sử dụng phân bò khô để nấu nướng trực tiếp một số loại thực phẩm như đặt cá lên phân bò để nướng thì cảm thấy không mấy là dễ chịu, cũng không muốn ăn các món đó nữa. Phân bò đối với người Ấn Độ là rất quan trọng. Người ta còn tổ chức một lễ hội phân bò, nơi mà nhiều người bôi trét phân bò lên mặt. Câu được cá chép lớn nhất ở Anh bằng chocolate trắng. Nigel Lushbrook, 49 tuổi, đã câu được cá chép nặng 31kg trong chuyến đi câu 2 ngày ở Hermifren. Khi nó mới cắn câu, tôi có thể nói đó là một con cá khá lớn, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại có kích thước to đến như vậy. Lôi được nó lên khỏi mặt nước, tôi rất sốc. Thành thật mà nói, tôi run đến độ toát mồ hôi. Con cá chép to nhất tôi từng câu nặng khoảng 15kg. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy con cá chép nào to như con này trước đó. Con cá do ông Lubrook câu được đặc biệt danh là thuyền trưởng Trash. Nó nặng hơn chú vẹt. Cá chép được ghi nhận lớn nhất nước Anh khoảng 2g. Tuy nhiên chú vẹt này đã chết vừa qua. Sau khi cân và nhờ người bạn đi cùng chụp hình thuyền trưởng Trash, ông Nigel đã thả nó trở lại với thiên nhiên. Câu được con cá vàng khổng lồ, người đàn ông thả nó về với tự nhiên. Một người dân Mỹ đã dùng bánh quy làm mồi nhử và câu được cá vàng khổng lồ nặng hơn 9kg. Anderson sống tại Danbury, Mỹ cho biết anh đã câu được cá vàng khổng lồ này tại một hồ nhỏ ở tỉnh Polly cùng bạn gái. Đặc biệt, anh chỉ sử dụng bánh quy để làm mồi nhử. Con cá đã nhanh chóng cắn câu, khiến cho Anderson mất rất nhiều thời gian vật lộn để kéo nó lên. Với cân nặng hơn 9kg, 2 pound, Anderson cho rằng con cá vàng có vẻ ngoài giống như cá koi. Chị gái của Anderson sau đó đã đăng bức ảnh về con cá vàng khổng lồ lên Facebook, còn Anderson tiết lộ anh đã thả lại con cá xuống hồ. Tôi sẽ làm gì với nó đây? Anh nói, tôi nghĩ rằng nó xứng đáng được thả lại hồ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!